Hello anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để lắp cái lò xo chữ V này vào cho cây Sky nha. Đây, lắp lò xo chữ V này. Đây, giờ lắp lò xo chữ V này là vào cho cây Sky để độ Sky cao su. Đây, thì bộ phụ kiện của mình sẽ có cái lò xo chữ V này, bộ phụ kiện cao su nha. Nhiều anh em hỏi mình bán bộ Sky 600 700 đăng video là không phải nha. Bộ cao su mới là 600. Còn bộ thể thao là nó khác. Đấy, bây giờ sử dụng khoan. Em để này. Trong một phụ kiện của mình nó là sẽ có một khoan và một ốc. Đấy, thì bây giờ mình chỉ đem cách để khoan lỗ bắt ốc trên cái búa để gắn vào cây Sky cao su nha. Đấy. Thì em cái chiều của búa là thế này đúng không? Thì anh em lật lại cho mình. Rồi anh em đánh dấu ngay cái chỗ mép này nè. Chưa? Đây mình có đánh một cái dấu này nè, thấy chưa? Đó. Đấy, anh thấy chưa? Đó, chưa anh em đánh cái dấu ở đây, rồi anh em khoan xuyên qua. Mình có gửi kèm một cái mũi khoan rồi. Thì đấy, là anh em khoan xuyên qua cái lỗ đánh dấu ở đây rồi anh em khoan xuyên qua cho mình. Bây giờ mình bắt đầu mình khoan luôn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khoan. Thì mình có anh em nào có máy khoan bằng á thì anh em khoan, còn không thì anh em có thể dùng mà đây dùng máy cứ khoan tay cũng được, nên cứ khoan qua là được, khoan xuyên qua là được. Đấy, khoan rồi canh thế nào để bắt vừa con ốc của mình nha. Đấy, con ốc của mình đây này, ốc mình có gửi kèm đây. Đấy, bây giờ mình khoan cho anh em xem. Mình sẽ bắt ốc. Bây giờ mình sẽ bắt ốc vào. Thì anh em cứ khoan ngoái làm sao mà nó vừa được ốc này, bởi vì á ốc của mình là ốc 12. Nhưng mà cái lỗ mũi khoan của mình là mũi 1.5 thôi. Nó còn thiếu 0.2 ly đấy. Tầm đấy. Thì nên khi mà em vặn vào đây là như thế này này, em vặn nhớ vào cái đầu vặn ngừa vặn máy tới máy lui cho nó vào, hoặc là anh em cứ khoan cho nó rộng ra, em đút ngóc vào là em dán tí keo lại là nó dính cứng ngắc à. Đấy, sao lắp ngóc này cho nó chặt nha. Đây, mình sao anh em lắp được cái này là ok này, thấy chưa, cho nó hở lên một tí nha. Đấy rồi. Sau khi bắt được con ốc này vào ấy, đấy, anh em nhìn này, bắt được con ốc này vào ấy, thì anh em cắt cho mình một cái lãnh chỗ này nha, này, cắt một cái lãnh ngang chỗ này, mình cắt cho anh em xem. Cái lò xo mình gửi ấy là nếu mà nó dài á này, anh em cách để canh được cái lò xo này đó. Ở đây nó có một cái cắn này, nhiều anh em mà lắp vào á mà nó kêu là bóp không được ấy là do cái nó cắn cái lò xo vào chỗ này. Thì anh em trước khi mình em lắp á, em cứ bỏ cái lò xo vào trước đó, nghe thấy chưa, em ướm thử miễn sao mà nó đừng có lúc mà nó hành trình như này này, nó không cắn vào cái miếng nhôm này là ok. Đấy đó, anh hiểu chưa? Đấy rồi, anh em mài thêm một tí chỗ này luôn, cái miếng cục này này, đó cục này này đó, anh em mài nó xuống một tí
xung tí thôi. Thì lỡ mà sau này anh em muốn chơi cắt bụp á thì anh em vẫn có cái này để lắp cái kia, lắp cái gờ này chỗ này vào đấy. Đó là cách anh em canh làm sao mà nó vừa như này này. Anh em cắt bớt đi cho mà nó di chuyển được như này là ok. Đấy, giờ mình sẽ lắp vào cho anh em xem nha. Thì anh em lắp vô vào trước. Đó là sau này em đưa vào cái chỗ này, sẽ đưa vào cái chỗ mà cái con ốc mà anh em lắp đấy. Đấy. Rồi. Dùng một cái tay có cái đào thẳng như này này, mình dùng hết lực anh em đẩy vào, anh dùng hết lực để đẩy vào nha. Anh em dùng hết lực để vào. Ok chưa? Em thấy chưa? Là như thế này là nó vào rồi. Rồi, lắp kim hỏa. Thì anh em vẫn dùng cái lò xo kim kim của mình á, thì em vẫn dùng cái lò xo của cái ring thôi. Còn không thì anh em lấy thêm cái lò xo của cái bút bi ấy, em cắt bớt một khúc rồi em canh em nhét vào thôi. Thì cái đó thì nó đơn giản, anh em tự thiết kế giúp mình nha. Cầm như này này, nhớ vào nó vào đó, lấy video luôn quá anh em. Cái búa xuống lên chi tấn vào này. Đó là cái mỏ và thấy chưa, thấy chưa, sau này nên mài cục tí nha, nó mới nổ nha. Cái cao su rồi này phải mài cục để nhọn này khó nổ lắm, vẫn nhọn nhưng mà nhọn cục này. Rồi mình lắp nha, để mình lấy cái cò vào nha. Cò tắt thử cho anh em xem. Đó. Cái này thì để auto thôi chứ không anh em không có. Đây chưa, có cho anh em xem này. Đây chưa. Đấy. Đấy. Đây chưa, lực nó ok đó đấy. Đó, đơn giản thế vậy thôi. Đấy, đó là cách lắp là sao. Đó, ok, đó là cách lắp là sao nha anh em. Mình lưu ý cho anh em luôn là cái nòng này này là không phải là anh em đút từ trước ra sau thế này đâu nha, hay là sai nha, anh em phải bỏ từ phía sau ra trước như này này. Đấy. Đó anh em hiểu chưa. Đấy, anh em xoay cái mặt ngang ngang này xuống dưới chỗ này. Đấy. Thì có nhiều anh em mà đã mua hàng trước ấy mà mình không có cắt cái khoét mài ngang chỗ này á, thì anh em về mài ngang chỗ này với mình nha. Thì anh em chỉ cần lấy giấy nhám á mài đi một tí thôi, chung mài đi một tí để cho nó không bị cắn cái quả khế này. Quả khế là nó cái vòng chỗ này này, nó sập, khi nó sập vào nó còn cắn cái nòng ấy. Đấy, anh em chỉ cần mài ngang cái chỗ này một tí cho mình thôi. Đây là anh em có thể đóng quả khế vào. Đấy, còn bằng lắp thì anh em cứ lắp như này. Đấy, rồi ngang vô chỗ này. Đấy, dán tiếp keo vào là xong. Ok. Đấy, đây là nòng cao su, rất là đơn giản.
nó có tác dụng là kê cho quạt khế mình nó đỡ bị rơ lắc hơn này. Đây nha, nó đập tới là không bị lắc này, đảm bảo không bị lắc luôn. Đấy. Đấy, ok giờ này. Đấy. Rồi. Anh em nào thắc mắc gì thì inbox Zalo mình sẽ hướng dẫn nha. Rồi, chào anh em.